Thưa quý vị, hai ngày nay, ngay sau khi nghe thông tin có khả năng Đà Nẵng sẽ siết chặt giãn cách trong đầu tuần tới nếu tình hình dịch COVID-19 không giảm, đông đảo người dân đã đổ xô đi mua hàng tích trữ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sáng nay, tại khu vực phía trước cổng vào chợ Đống Đa, quận Hải Châu, rất đông người dân tập trung đứng dọc đường Đống Đa. Tuy nhiên, chỉ có những người có thẻ QR code đi chợ đúng ngày vào hôm nay mới được giải quyết cho vào chợ. Theo sự chỉ đạo của cấp trên thì kiểm tra đúng ngày là mình được cho vào. Những trường hợp nào mà người ta cố tình hoặc là người ta dùng tình cảm đấy mà được vào chợ thì anh em cũng giải thích rõ ràng để tận tình để cho bà con hiểu được cái nhiệm vụ của chúng em. Cho nên là vấn đề này bà con cũng có cái sự đồng cảm thì sẽ chia chứ không có vấn đề gọi là chống đối. Do kiên quyết ngăn chặn dòng người đi chợ tự phát nên mật độ người dân vào bên trong chợ Đống Đa không nhiều, vẫn đảm bảo giãn cách. Tuy nhiên, do ai cũng mua một số lượng lớn thực phẩm để tích trữ nên đã đẩy giá tăng mạnh, thậm chí khan hiếm một số mặt hàng, nhất là mặt hàng rau củ và thịt. Sáng nay mới đi, ngày hôm qua đông quá, sáng nay mới đi. Đúng phiếu đúng ngày chứ ngày hôm qua không đúng phiếu, nên đâu đây được đó. Mua nhiều mà chị cũng đâu có mua nhiều, chị đâu mua được thịt đâu. Tại vì mua không được, trừ họ cái hết đâu thôi mình không mua. Đông lắm. Qua tìm hiểu, từ sáng đến nay, hầu hết các chợ truyền thống trên địa bàn Đà Nẵng đều xảy ra tình trạng này. Đáng chú ý, có chợ còn quá tải, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Đơn cử như hình ảnh này vừa được ghi lại tại chợ Thanh Khê. Lượng người đến các siêu thị cũng tăng đột biến. Tại siêu thị Co-op Đà Nẵng số 478 Điện Biên Phủ, từ 6 giờ sáng, người dân đã lục tục đến đây ngồi chờ. Nhiều người cho biết, mặc dù biết siêu thị mở lúc 8 giờ, nhưng họ vẫn đến sớm, sẵn sàng chờ nhiều giờ đồng hồ, với hy vọng biết đâu siêu thị sẽ mở cửa sớm hơn. Còn tại siêu thị Dana Vinmart số 46 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, người dân nối nhau xếp hàng chờ đến lượt vào mua. Đa số tập trung mua những mặt hàng thực phẩm như rau củ, thịt heo, thịt bò, cá, trứng, thịt gà, gạo, mì gói, v.v. Hôm nay, sức mua so với ngày thường tăng gấp từ 200 đến 300%. Hiện nay thì cái nguồn cung của siêu thị Dana Vinmart thì tương đối là đảm bảo. Tuy nhiên là nó có những thời điểm là đứt hàng cục bộ tại vì do các cái xe vận chuyển cấp hàng về tại siêu thị không kịp. Nguyên nhân là do đi qua các cái chốt nó có thể là cái thời gian nó bị kéo dài hơn. Qua tìm hiểu, nhiều siêu thị cho biết nguồn cung hàng hóa không thiếu, nhưng do sức mua tăng đột biến từ trưa hôm qua đến nay nên đã xảy ra tình trạng đứt hàng, thiếu cục bộ một số mặt hàng thiết yếu. Siêu thị sẽ nhanh chóng nhập thêm một lượng lớn hàng hóa để cung ứng cho người dân. Còn tại các chợ, giá thịt heo, thịt, trứng gia cầm tăng bình quân từ 20 đến 30%. Riêng giá rau củ tăng khá mạnh. Nhiều tiểu thương cho biết nguyên nhân là do chợ đầu mối Hòa Cường tạm dừng hoạt động. Sản lượng rau củ quả về điểm tiếp nhận tạm thời sáng nay giảm gần 100 tấn so với ngày thường, gây thiếu hụt nhất thời và đẩy giá tăng bình quân gấp rưỡi ngày thường. Dự kiến từ ngày mai, khi mọi việc đi vào ổn định, hàng hóa sẽ lưu thông bình thường, hàng hóa sẽ lại về chợ dồi dào, giá cả sẽ ổn định hơn.